Thành phố Portland của tiểu bang Oregon là nơi hội đủ những điều kiện lý tưởng của một điểm đến thanh bình. Portland là thành phố nằm nơi giao thoa của hai con sông Columbia và Willamette. Có lẽ chính vì vậy mà rất là nhiều cây cầu ở Portland này rất là nổi tiếng. Và có một đặc điểm chung đó là gần như các cây cầu ở đây là đều có cái khả năng là nâng lên hạ xuống, có nghĩa là để cho các tàu thuyền lớn đi qua lại được. Nó giống như là cái cầu sông Hàn ở Đà Nẵng các bạn ạ. Với sự hướng dẫn của anh Google Maps, bà bán phở rất là dễ dàng đón xe bus đi đến ngay điểm đến. Đây là cầu Broadway Bridge. Cây cầu này được bắc qua sông Willamette. Cầu Broadway được xây dựng vào năm 1913. Cây cầu này ban đầu nó cũng có màu đen. Sau đó thì theo gợi ý của một kiến trúc sư thì cầu Broadway được sơn lại cái màu đỏ này vào năm 1963. Nó giống y chang cái màu của cái cầu Golden Gate ở San Francisco các bạn. Bà bán phở tiếp tục đi bộ lên phía giữa cầu thì có một khám phá rất là bất ngờ. Đó là ga tàu lửa. Ga tàu này lớn ghê á, rất là nhiều đoàn tàu, dài ơi là dài luôn. Và đi thêm một chút xíu nữa thì xa xa đã thấy cây cầu Steel Bridge màu đen kia. Cả hai cây cầu Steel Bridge và Broadway Bridge đều bắc qua con sông Willamette. Riêng cây cầu Steel Bridge này thì lại có 2 tầng. Đứng đây ngắm các phương tiện xe cộ qua lại cây cầu này thích ơi là thích các bạn ơi. Nhưng mà mặt trời đã đang dần lặn rồi, phải tranh thủ tìm cách băng qua bên kia đường để quay cảnh mặt trời lặn thôi các bạn ạ. Rất là kỳ diệu các bạn nha. Các bạn có biết bây giờ là mấy giờ không nè? Nếu mà ở Việt Nam mình bây giờ là tối mờ mịt rồi đó các bạn. Vậy mà mùa hè bên Mỹ còn sáng trưng như thế này. Thích quá đi thôi. Đã 8 giờ tối rồi đó các bạn ạ. Ánh sáng vàng của mặt trời lúc hoàng hôn làm cây cầu này đẹp lung linh huyền ảo hơn nữa các bạn ha. Nhìn chiếc xe bus điện chạy khá là chậm chạp, rồi chiếc xe tải kia chạy y ai nữa. Vậy mới biết là
À, chiếc cầu này cũng có độ dốc khá là lớn ha. Và đây là cây cầu Freeman. Cây cầu này song song với lại cầu Steel Bridge và Broadway Bridge. Freeman là một cây cầu bằng thép có mấy vòm bắc qua sông Willamette. Nó có nhịp chính dài nhất, dài hơn bất cứ cây cầu nào ở Oregon và là cây cầu có mấy vòm dài thứ hai trên thế giới. Chỉ đứng sau cây cầu Kaiyuan Ba bắc qua sông Dương Tử ở Trung Quốc thôi. Cũng giống như cầu Steel Bridge, cầu Freeman cũng có 2 tầng. Cây cầu Freeman được mở cửa hoạt động vào ngày 15 tháng 11 năm 1973 với chi phí là 82 triệu đô. Cây cầu này được đặt theo tên của ông John C. Freeman, sinh năm 1813 và mất năm 1890. Freeman là một nhà thám hiểm đầu tiên của Oregon County. Ông phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ với chức vụ là một thuyền trưởng và sau đó thì thăng tướng. Năm 1856, ông Freeman có tranh cử tổng thống nhưng mà đã thất bại trước ông James Buchanan. Mặt trời vừa lặn thì cũng đã 9 giờ tối. Mùa hè ở Mỹ sướng thật các bạn ha, thích quá đi thôi. Đến tận 9 giờ tối mà thành phố mới bắt đầu lên đèn. Ôi, tiết kiệm được biết bao nhiêu là chi phí tiền điện thắp sáng các bạn ha. Bây giờ thì về thôi. Chỉ cần hơn 30 phút ngồi trên xe bus là về đến nhà. Vậy cho nên là bà bán phổ dạo bộ thư thả đến trạm xe bus thì trời cũng tối mịt luôn. Mãi lo quan sát hành xử văn minh của bác tài xe bus với các hành khách là người khuyết tật á, mà bà bán phổ quên coi Google Maps là xe đã đang đi tới đâu. Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi ngắm cảnh thành phố ban đêm, bà bán phổ mới phát hiện ra là sao mà đi càng lúc càng xa nhà. Ôi thôi rồi, leo lên lộn xe bus rồi, thiệt là đau lòng. Lo lắng và sợ hãi bắt đầu xuất hiện, bởi vì bà bán phở sợ là không biết là có còn xe bus hay không, rồi thêm là một cái nơi xe lạ nữa mà trời khuya khắc như thế này. Ôi trời ơi, thiệt là cũng thuộc dạng lì như bà bán phở mà bắt đầu run rồi đấy. Cũng may là bác tài xế vui tắm tốt bụng kia hướng dẫn rất là kỹ, rồi bác chọn đúng cái trạm xe mà có tuyến xe về nhà mới cho bà bán phở xuống. Bây giờ là đã 22:40 rồi. Đúng lúc này thì Bill và Tim cũng gọi điện hỏi thăm bà bán phở, hướng dẫn bà bán phở là phải đi đúng tuyến xe số 9 về hoặc là xe số 17 cũng được. Tuyến xe bus số 9 thần thánh đây rồi. Ôi trời ơi, đi số 9 đi, đi tới nhà luôn á. Nhưng mà bây giờ bao lâu nó tới? 5 giờ 27 là bao nhiêu? Bây giờ mấy giờ? Đã 5 giờ. Rỡ rồi. Cái giấy này là giấy gì Bill? Giấy cà chấu nó. Không, không được bán. Còn vé 2 tiếng mà. Thì bao nhiêu tiền? Mới 2 tiếng mà. Vé 2 tiếng thì cỡ có 2.500 nữa. Còn con đích, con đi học con mua bao nhiêu? Chẳng 25. Cũng 50% luôn. 40 ngày á, là mình phải người ta bắt đôi giá thôi. Bây giờ đi Green Line tới cái cầu Broadway.